Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 CIIE 2018 do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của chính phủ Trung Quốc nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc, góp phần thúc đẩy sáng kiến vành đai con đường cũng như quá trình toàn cầu hóa. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của hội chợ CIIE 2018 và nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh thương hiệu, sản phẩm Việt Nam, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với lãnh sứ quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo thông tin về việc tổ chức đoàn Việt Nam tham gia hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc CIIE 2018. Hàng nông sản, hàng tiêu dùng Việt Nam sang Trung Quốc sẽ tăng trưởng hơn nữa nếu là ta là nắm cái cơ hội này. Đây là mở ra một cái trang mới có khả năng là xúc tiến hơn nữa, mạnh hơn nữa là hàng nông sản, hàng tiêu dùng, kể cả các loại hàng khác sang Trung Quốc. Hội chợ CIIE 2018 có quy mô trưng bày hơn 200.000 m² với 6 ngành hàng chính là thiết bị công nghệ thông minh, điện tử gia dụng, công nghiệp xe hơi, phụ kiện và hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm, thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hội chợ dự kiến có hơn 100 quốc gia tham gia trưng bày và hơn 150.000 khách hàng thương mại đến từ Trung Quốc và các nước trên thế giới tới giao dịch. Đây là cơ hội thuận lợi nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Thông qua các hội chợ của Cục Xúc tiến Thương mại hay là Trung tâm Đầu tư Phát triển Xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh để kết hợp với các đại sứ quán ở các nước, các phòng thương mại để mà gia tăng cái việc tham gia hội chợ, quảng bá hình ảnh cà phê đến với các nước trong khu vực. Tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội nó quan trọng để tiếp cận được cái thị trường Trung Quốc một cách chính ngạch. Thì trong tương lai sẽ mở rộng có những giao lưu trao đổi với nhau chính thức về cái những nhà nhập khẩu của Trung Quốc đối với nông sản của vùng của chúng tôi. Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018, Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ trên với 60 gian hàng, bao gồm các ngành hàng, nông sản và thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại dịch vụ, phần mềm, công nghệ thông tin, các sản phẩm hàng hóa xuất xứ của Việt Nam và tham gia các hoạt động giao thương tại hội chợ. Chúng tôi cũng đã quảng bá cũng như là làm việc chặt chẽ với lại phía Bộ Thương mại Trung Quốc, phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để giới thiệu cũng như là cung cấp chi tiết nhất thông tin của đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ cho phía các đối tác Trung Quốc từ bây giờ. Đấy, thì thông qua cái việc mà cung cấp thông tin này thì phía ban tổ chức hội chợ Trung Quốc sẽ cố gắng làm sao đó là sắp xếp và kết nối tốt nhất, hiệu quả nhất các đối tác Trung Quốc, các đối tác tiềm năng Trung Quốc mà có nhu cầu nhập khẩu với lại các đối tác phù hợp của Việt Nam để họ có thể là đến tham dự hội chợ và họ có thể là giao thương rồi thì đàm phán ký kết hợp đồng ngay tại hội chợ.